Có một số bạn trẻ ban đầu thì làm rất là nghiêm túc và tử tế, nhưng mà đến khi đạt được một thành quả nhất định thì bắt đầu nghĩ là mình giỏi hơn người, cho rằng người chủ may mắn khi có được mình, chứ không bao giờ nghĩ rằng là bản thân mình đang may mắn khi có người khác nâng đỡ, dạy dỗ và tạo cơ hội để phát triển, và thậm chí ảo tưởng rằng chủ giàu lên là do mình và luôn cho rằng mình là người rất quan trọng trong tổ chức, cho nên có đi đến đâu cũng dễ dàng kiếm được việc làm. Có điều này tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng người chủ đó họ phải bỏ tiền bạc, chất xám và uy tín cả cuộc đời của họ, và họ phải nỗ lực từng ngày để đứng vững và cạnh tranh giữ được miếng cơm manh áo cho toàn bộ nhân viên. Và thậm chí đôi khi họ phải đánh đổi cả gia đình của mình nữa. Người chủ họ có thể không giỏi chuyên môn, nhưng họ là người giỏi về tầm nhìn, về đánh giá con người và chỉ luôn muốn hợp tác với những người tử tế. Cho nên, dù bạn là người có tài mà kiêu ngạo thì chỗ đứng làm thuê của bạn cũng không thể đứng vững nữa, chứ đừng nói chi bạn muốn ra khởi nghiệp làm chủ trong đời này. Có ba người mà các bạn trẻ phải biết trân trọng. Thứ nhất, đó là người giúp mình khi hoạn nạn. Thứ hai là người cho mình tri thức, hiểu biết. Và thứ ba là người giúp mình kiếm được tiền. Nếu bạn là người không biết ơn, không biết nhìn xa mà còn kiêu ngạo, thì dù có tài đến mấy, bạn cũng sẽ vô dụng. Hãy nhớ, hành động tạo nên thói quen, và thói quen thì tạo ra cuộc đời. Mà cuộc đời của bạn sang hay hèn là do bạn quyết định. Vì thế, đừng bao giờ hỏi vì sao tôi đi làm bao nhiêu năm mà tôi vẫn khổ, vì sao tôi làm việc bao nhiêu lâu mà tôi vẫn không bằng người ta. Nếu chưa từng nỗ lực hết mình, chưa từng hy sinh cống hiến, thì đừng mong cầu có một chỗ đứng trong xã hội này.